Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả thân mến và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ thực hiện. Và kính thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay nhân dịp cận kề Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 thì chúng tôi thực hiện về chủ đề đối với bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì trong ngày Tết để mà chào đón một cái Tết vui khỏe an toàn. Và để trả lời những câu hỏi này thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ái Thanh là phó khoa nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Xin được mến chào bác sĩ ạ. Xin chào quý khán giả xem chương trình. Dạ. Thưa bác sĩ Thanh, thời điểm trước Tết và đặc biệt là trong Tết là thời điểm mà khó tránh khỏi những bữa tiệc triền miên. Thì xin hỏi bác sĩ là những thực phẩm nào thường gặp trong ngày Tết có thể gây tương tác với các loại thuốc điều trị tăng huyết áp mà người bệnh chúng ta cần phải lưu ý thưa bác sĩ? Dạ, như chúng ta đã biết, Tết là dịp để ôn lại những chuyện của năm rồi trước và đồng thời cũng là dịp để sum họp gia đình, bạn bè. Do đó chúng ta sẽ không có tránh khỏi những bữa tiệc rất là thịnh soạn. Thì đối với những người bị bệnh tăng huyết áp, chúng ta cần phải lưu ý một số thực phẩm nên tránh sau đây. Thứ nhất là thức ăn có nêm nếm quá mặn. Thứ hai đó là những thức ăn nêm nếm nhiều gia vị, như là thực phẩm đóng hộp, dưa muối hoặc là thịt nguội. Còn ngoài ra nước uống thì rượu bia cũng là một trong những thực phẩm chúng ta cần phải nên tránh không dùng quá nhiều. Ví dụ điển hình như là những trường hợp mà bệnh nhân cao huyết áp đang điều trị bằng những cái nhóm thuốc ức chế canxi, chẳng hạn như felodipin hay nifedipin, thì bà con cần phải tránh không uống quá nhiều nước ép bưởi. Vì nước bưởi có thể là nó làm cho thuốc lưu giữ lại trong cơ thể chúng ta lâu hơn, nó làm tăng nguy cơ bị ngộ độc thuốc. Còn đối với những bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali, chẳng hạn như là nhóm spironolactone, thì bà con tránh đừng sử dụng cam thảo, vì khi chúng ta uống cam thảo vào nó sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Còn những người bệnh nhân mà sử dụng hạ áp bằng nhóm ức chế men chuyển thì cái thuốc ức chế men chuyển nó làm tăng kali máu, do đó chúng ta hạn chế đừng ăn quá nhiều những trái cây mà có chứa nồng độ kali cao, chẳng hạn như là cam, quýt, khóm. Vì như vậy sẽ làm nguy cơ tăng kali huyết. Ngoài ra còn chúng ta cũng phải lưu ý thêm các cái thành phần trong bữa ăn. Nếu chúng ta ăn một bữa ăn mà quá béo, quá nhiều chất mặn hoặc là quá chua thì nó sẽ làm cho chậm quá trình chống dạ dày, do đó nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thuốc của chúng ta. Dạ, thưa bác sĩ Thanh, ngoài ra thì các loại nước uống phổ biến như là rượu, bia, trà rồi nước ngọt có ga là những loại thức uống phổ biến ở những dịp Tết đến. Thì xin hỏi bác sĩ là thời điểm mà chúng ta dùng thuốc điều trị tăng huyết áp cần cách nhau bao lâu trước hoặc là sau khi sử dụng các loại thức uống này thưa bác sĩ Thanh? Thì như chúng ta đã biết, mục đích của chúng ta điều trị tăng huyết áp bằng thuốc là nhằm kiểm soát huyết áp trong một cái giới hạn cho phép để phòng ngừa các cái biến chứng cấp tính cũng như mãn tính của tăng huyết áp. Và trong cái điều trị tăng huyết áp thì đòi hỏi chúng ta phải điều trị một cách chặt chẽ, tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Uống thuốc liên tục, đúng giờ, tránh bỏ thuốc. Do đó thì chúng ta nên hạn chế bất kỳ nguyên nhân nào mà làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị tăng huyết áp. Còn nếu như những trường hợp bất khả kháng mà chúng ta quên uống thuốc thì chúng ta có thể uống ngay lúc chúng ta nhớ. Hoặc là đối với những cái chất kích thích như là rượu bia thì tôi thường có lời khuyên cho bệnh nhân của tôi là nên uống tránh xa các thức uống đó ra khoảng 2 giờ. Dạ, và đối với các loại thức uống mà bác sĩ vừa đề cập ở trên thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các loại thuốc điều trị tăng huyết áp thưa bác sĩ Thanh? Thì bây giờ chúng ta nói đến các thức uống như là rượu bia hoặc cà phê, nước trà. Thì chúng ta biết nước trà và cà phê thì nó có tính chất lợi tiểu, do đó nó sẽ làm nhanh đào thải các cái chất ra khỏi cơ thể. Thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng một phần nào đối với tác dụng của thuốc. Nó có thể nó làm tăng đào thải thuốc nhanh hơn, làm giảm hiệu lực. Còn đối với rượu, bia, thì nếu mà chúng ta uống một lượng rượu bia quá lớn thì thường ta thấy sau 4 giờ thì sẽ có dấu hiệu tụt huyết áp. Nhưng mà khi đến 10 đến 15 giờ sau đó thì lại có dấu hiệu tăng huyết áp của do rượu bia. Do nó làm kích thích hệ giao cảm, làm chúng ta cường giao cảm. Với một cái
liều thuốc cố định hàng ngày chúng ta điều trị qua tăng huyết áp ổn định, nhưng do hôm nay chúng ta uống quá nhiều rượu hoặc là bia thì có thể nó dẫn đến tình trạng là sau 10 đến 15 giờ sẽ xảy ra một cơn tăng huyết áp, mặc dù chúng ta đã có uống thuốc rồi nhưng cũng có thể cái liều lượng thuốc đó chưa đủ để khống chế tình trạng huyết áp của chúng ta. Dạ, và để cho bệnh nhân tăng huyết áp chúng ta đón một cái Tết trọn vẹn thì người bệnh cần phải lưu ý những cái vấn đề gì khi mà dùng thuốc và đặc biệt là chuẩn bị thuốc trong dịp Tết này thưa bác sĩ Thanh? Như đã nói ở trên thì tăng huyết áp là một bệnh lý mãn tính lâu dài và đòi hỏi chúng ta phải điều trị một cách liên tục và chặt tuân theo các cái hướng dẫn của bác sĩ một cách chặt chẽ. Thì tôi có lời khuyên cho những bệnh nhân có tăng huyết áp trong mùa Tết này, cái thứ nhất đó là chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ thuốc tại nhà. Còn nếu chúng ta có đi đâu xa thì cũng phải nên đem thuốc theo để uống đầy đủ, đúng liều, đủ cữ và đúng thời gian và không có bỏ ngày nào hết, uống theo chỉ định của bác sĩ. Còn khi mà mình có bệnh tăng huyết áp thì tôi khuyên là mỗi người nên phải có cho mình một cái máy đo huyết áp tại nhà và mỗi ngày ít nhất chúng ta cũng phải đo một lần. Tốt nhất là nên đo vào buổi sáng khi vừa bệnh nhân vừa ngủ thức dậy để chúng ta theo dõi huyết áp cho được chính xác và toàn diện hơn. Dạ, và trước những cái bữa tiệc dịp Tết như thế này thì theo bác sĩ Thanh, đối với bệnh nhân tăng huyết áp của chúng ta thì họ cần phải uống thuốc huyết áp buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối thì sẽ tối ưu hơn trong cái việc chúng ta điều trị và kiểm soát tốt huyết áp của mình thưa bác sĩ? Thì theo một số thống kê người ta thấy nếu mà uống thuốc tăng huyết áp vào buổi tối thì có vẻ như có phần nó kiểm soát huyết áp được tốt hơn vào buổi sáng. Tuy nhiên hiện nay là chúng ta có rất là nhiều loại thuốc được bào chế là có tác dụng xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ. Do đó chúng ta có thể uống vào một thời điểm nhất định nào đó vào một thời điểm nhất định nào đó trong ngày thì không nhất thiết là buổi sáng hay buổi chiều, mà tôi khuyên các bạn nên lựa uống vào thời điểm mà bác sĩ chỉ định. Và cái thứ hai là uống vào thời điểm mà nào mà chúng ta dễ nhớ nhất, ít bị quên nhất. Còn về uống trước ăn hay sau ăn thì thuốc huyết áp nó không có ảnh hưởng đến bữa ăn, do đó chúng ta có thể uống trước ăn hoặc sau ăn gì cũng không có vấn đề gì. Dạ, Thanh Ráp xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Thanh trong số phát sóng ngày hôm nay. Và cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thanh Ráp kính chúc quý vị cùng với người thân của mình sẽ chào đón một cái Tết Giáp Thìn năm 2024 với thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau ạ.